Dạ, như bây giờ anh cả đầu tiên là tiếng ồn mà ở bên môi trường bên ngoài đi, xung quanh bên ngoài á, thì trước và sau khi khi làm cái đâm anh thấy nó có hiệu quả khác biệt không? Nó đỡ hơn nhiều em ạ. Dạ. Nói chung là hồi trước chưa làm thì nó rất là ồn, nó ù ù á. Dạ. Giờ cảm thấy rất là êm. Phía trong xong thì đó, sau đó mới tiến hành làm thi công các em chống ồn. Và bên cạnh hàng đây là chiếc Fortuner này thì đang làm nệm da. Phía trong này là chiếc XL7 cũng làm cách âm chống ồn toàn diện. Nhưng mà đây là làm bằng vật liệu grip của Ukraine. Và chiếc XL7 này thì đã làm cách âm chống ồn rồi nhưng mà nó bị ù, nên bác chủ xe tới tiến hành lột cái lớp vật liệu cách âm chống ồn kém chất lượng ra, sau đó là dán lớp cách âm chống ồn của grip lên. Thì đây chính là cái vật liệu cách âm chống ồn kém chất lượng đây ạ. Các anh kỹ thuật viên phải tốn mất nửa ngày trời để có thể lột cái lớp vật liệu kém chất lượng này ra. Đây, đi rất là ù, rất là khó chịu. Và bên ProTu.vn thì đã lột rất là nhiều xe làm cách âm chống ồn kém chất lượng. Chính vì vậy các chủ xe phải lựa chọn thật kỹ vật liệu sao để cho nó mang lại hiệu quả chống ồn tốt. Và chiếc Santa Fe này thì cũng làm cách âm chống ồn gói toàn diện luôn, bằng vật liệu Silentro của Nga. Và giờ đang đến cái công đoạn là làm phần hốc bánh, xịt phủ gầm và làm hốc bánh. Còn hai xe bên cạnh hàng là làm gói độ phụ kiện full option. Và thêm một chiếc cách âm chống ồn ở phía trong này. Và khi thực hiện làm cách âm chống ồn gói toàn diện tại ProTu.vn thì chúng ta sẽ làm cửa 3 lớp, sàn 2 lớp, hốc bánh 3 lớp và phần làm khoang máy và xịt phủ gầm hốc bánh. Và chiếc pha điêu này thì làm cách âm chống ồn gói toàn diện luôn với vật liệu Silentro của Nga. Và các anh kỹ thuật viên thì đã làm gần như là hoàn thành xong rồi, với hai lớp sàn rồi. Khi các bác chủ xe đến với ProTu.vn để thực hiện kem chống ồn thì chúng ta sẽ được đo test các thông số độ ồn trước và sau khi thực hiện kem chống ồn, để mọi người hoàn toàn yên tâm để biết là nó có thực sự là hiệu quả hay không. Liên hệ ngay với ProTu.vn đến để trải nghiệm trực tiếp cái vật liệu kem chống ồn để test thông số độ ồn. Và các bác cần muốn được tư vấn cụ thể thì liên hệ ngay với hotline là 090 1800 001 để được tư vấn cụ thể.
xin chào anh em. Bộ tu vừa hoàn thành xong cách âm chống ồn cho xong cho chiếc xe CX5. Thì Khá cùng với anh Hoang chủ xe đang đi trong quá trình là test. Thì dạ thưa anh Hoang, thì sau khi mà làm cách âm xong á, anh thấy như thế nào anh? Nó có hiệu quả giảm ồn không anh? Nói chung là nó cũng đỡ rất là nhiều. Dạ, như bây giờ anh cả đầu tiên là tiếng ồn mà ở bên môi trường bên ngoài đi, xung quanh bên ngoài á, thì trước và sau khi làm cách âm anh thấy nó có hiệu quả khác biệt không? Nó đỡ hơn nhiều em. Dạ. Nói chung là hồi trước chưa làm thì nó rất là ồn, nó ù ù á. Dạ. Cảm thấy rất là êm. Dạ. Như anh cũng đã nói là trước khi làm là nó có hiện tượng là bị ù trong xe mình. Thì sau khi tụi em làm là anh cảm thấy đỡ. Nó tiêu đi rất là nhiều. Dạ. Thì anh sẵn đây nhân tiện đây là anh Hoang cho em hỏi thêm là về cái chất lượng dịch vụ cũng như là đội ngũ kỹ thuật viên lắp đặt bên em á, trong quá trình là tháo lắp cũng như dán cách âm từ hồi sáng tới giờ thì anh Hoang cho em mới cảm nhận cái đánh giá về chất lượng dịch vụ cũng như là anh em kỹ thuật viên bên em nhé. Rồi ok. Thứ nhất là về cái dịch vụ bên em, về cái vấn đề tư vấn đó là bên em cũng rất là tốt. Dạ. Nói chung nhiệt tình. Dạ. Với anh lên làm thì được tiếp xúc với cái đội ngũ nhân viên của bên em là rất là có kinh nghiệm. Dạ. Anh cũng rất là hài lòng. Dạ. Với cái vật liệu thì ok, nói chung là nguồn gốc rõ ràng. Dạ.